Cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, khuyên dưỡng chi trư, số mệnh phú quý, được lộc trời cho, hậu vận giàu sang. Hoan hỉ chào đón quý vị đã đến với kênh Tử Vi Việt. Xin kính chúc quý vị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cổ nhân từng nói, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy thấp hơn người khác một bậc, phú quý và hào hoa cũng không cho thấy hơn người ta một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trực chờ sẵn. Điều này còn phụ thuộc vào thời vận của mỗi người. Vậy thời vận là gì? Và liệu con người có thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây chính là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời. Con người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của. Thế nhưng con người dù có tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ. Người đời vẫn nói đó là do chưa gặp thời mà thôi. Từ đó để lợi dụng thời điểm vàng, nắm bắt lấy cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Các bậc thầy phong thủy cũng chỉ rõ rằng trong số 12 con giáp, có con giáp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, có số mệnh phú quý giàu sang. Không những vậy, về chung và hậu vận còn gặp thời làm ăn phất mạnh, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Đây được coi là thời khắc may mắn, hiếm hoi và lộc trời ban dành riêng cho tuổi Tân Hợi. Khi con giáp này liên tiếp được tài tinh cao chiếu, quý nhân giúp đỡ, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, mưu cầu như ý, làm đâu thắng đó, tiền bạc vô biên, giàu có hết phần thiên hạ. Vậy những vận may nào sẽ đến với con giáp này? Cuộc đời sung sướng, giàu có ra sao? Hãy cùng kênh Tử Vi Việt theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Cuộc đời tuổi Tân Hợi 1971, khuyên dưỡng chi trư, số mệnh phú quý, được lộc trời cho, hậu vận giàu sang. Hoan hỷ chào đón quý vị đã đến với kênh Tử Vi Việt. Xin kính chúc quý vị ngày mới tốt lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cổ nhân từng nói, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy thấp hơn người khác một bậc, phú quý và hào hoa cũng không cho thấy hơn người ta một cấp. Khi con người sống ở đời, không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trực chờ sẵn. Điều này còn phụ thuộc vào thời vận của mỗi người. Vậy, thời vận là gì? Và liệu con người có thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây chính là lời trăn trở đã được truyền qua nhiều đời. Có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của. Thế nhưng, có người dù có tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ. Người đời vẫn nói đó là do chưa gặp thời mà thôi. Từ đó, để lợi dụng thời điểm vàng, nắm bắt thời cơ, cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Các bậc thầy phong thủy cũng chỉ rõ, trong số 12 con giáp, có con giáp Tân Hợi sinh năm 1971, có số mệnh phú quý giàu sang. Không những vậy, về chung và hậu vận còn gặp thời làm ăn phát mạnh, sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Đây được coi là thời khắc may mắn, hiếm hoi và lộc trời ban dành cho Tân Hợi. Khi con giáp này liên tục được tài tinh cao chiếu, quý nhân giúp đỡ, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, mưu cầu như ý, làm đâu thắng đó, tiền bạc vô biên, giàu có hết phần thiên hạ. Vậy, những vận may nào sẽ đến với con giáp này? Cuộc đời sung sướng, giàu có ra sao? Hãy cùng Tử Vi Việt theo dõi ngay sau đây quý vị nhé! Luận giải lá số tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gồm có các phần sau. Phần 1. Đặc trưng tính cách và vận mệnh cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Phần 2. Tổng quan cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trên các phương diện. Phần 3. Diễn biến cuộc đời từng năm tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Phần 4. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong hệ tử vi đầu số. Người tuổi này sinh vào giờ, ngày, tháng nào là may mắn nhất? Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Phần 1. Đặc trưng tính cách và vận mệnh cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi hay còn được gọi là khuyên dưỡng chi trư, hay còn được gọi là lợn nuôi nhốt. Năm sinh dương lịch. Từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Năm sinh âm lịch, Tân Hợi.
thiên can, tân, tương hợp, bính, tương hình, ất, đinh, địa chi, hợi, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung, dần, thân, tỵ, hợi, mệnh, kim, thoa xuyến kim, vàng trang sức, tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, con nhà, bạch đế, phú quý, xương con heo, tướng tinh con cọp, ông quan đế độ mạng. Tam hợp với nạp âm hành kim do can tân, kim ghép với chi hợi, thủy. Kim sinh nhập thủy, nạp âm cùng với can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Nếu ngày sinh có hàng can canh, tân, nhâm quý, sinh giờ sửu, mùi lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ. Sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận mùa sinh, mùa hạ ít thuận lợi. Tân hợi có đầy đủ hai đặc tính của can tân, tính tình thận trọng, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng, sắc sảo, quyền biến và trực tính nên dễ va chạm. Thì hợi thuộc chòm sao song ngư, tượng trưng bằng hai con cá đặt ngược chiều, một dạng cá kình vùng vẫy trong sóng lớn nơi biển cả, một dạng cá cảnh nuôi trong bình làm cảnh. Mẫu người với cuộc sống có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, đôi lúc ngây thơ lãng mạn, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Mẫu người tân hợi thuở thiếu thời hơi lao đao, nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn vững vàng, có trực giác cao, dễ thụ cảm, thích ôn hòa, êm dịu. Tuổi hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản tuổi hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết và cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Trong con mắt của mọi người xung quanh, tuổi hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tân hợi thuở nhỏ phải chịu cuộc sống thiếu thốn, khó khăn. Bởi vậy, họ sớm cố gắng, phấn đấu, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi tân hợi gặp nhiều điều may mắn, cơ hội để phát triển bản thân. Càng về sau, càng được hưởng tài lộc, phú quý. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi hợi chính trực, làm việc gì cũng chuyên tâm, nhân duyên, cơ hội cũng rất tốt. Tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng. Có khó khăn, người tuổi hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình, trọng nghĩa, đàng hoàng, thẳng thắn, không cầu nệ tiểu tiết. Tiếp nữa, người tuổi tân hợi sinh năm 1971, bẩm sinh có suy nghĩ, tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi ly. Họ tuyệt đối không phải là người có thể đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của người tuổi tân hợi đa phần là hiền hòa, nhẫn nhịn. Họ cũng không dối trá quanh co, lừa gạt người khác. Phần 2. Tổng quan cuộc đời tuổi tân hợi sinh năm 1971 trên các phương diện. Người tuổi tân hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Con giáp này rất giỏi quan sát, biết lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng thối chí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân, nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ,
mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ cũng sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Về phương diện tài lộc, người tuổi Tân Hợi có vận thế tài lộc hanh thông là con giáp tiền tài vượng phát nhất trong số 12 con giáp. Chỉ cần nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc an nhàn cho tới cuối đời. Tuy tự tin vào năng lực có thừa, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào sức mình mà nên. Khi cần hãy tìm thêm sự trợ giúp của mọi người, có nhân duyên tốt nên người này may mắn có nhiều người giúp đỡ ngay cả những lúc không ngờ tới nhất. Vì thế nên chú ý gây dựng những mối quan hệ trong xã hội hơn nữa. Về cơ bản, đường tài lộc, chính tài và thứ tài của người tuổi Tân Hợi đều rất tốt. Hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ dám làm, sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Có điều hành sự nên nhìn trước ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Về tình duyên và gia đạo, nam giới tuổi Tân Hợi có đời sống tình cảm khá ổn định. Khi đã xác định rõ tình cảm của mình thì họ không dễ dàng thay đổi. Tuy không có nhiều chiêu trò nhưng vẫn có duyên nắm giữ trái tim con gái. Có lẽ chính tính cách chân thành, trung thực của họ mới là điều khiến cho đối phương tin tưởng để trao gửi tình cảm. Nữ giới tuổi này rất hiền dịu, lương thiện, giàu tình cảm, song bản chất lại là người mạnh mẽ, cứng cỏi. Nhưng là con gái nên nữ tuổi Tân Hợi không tránh khỏi những khi yếu đuối trước tình yêu và bị chi phối bởi cảm xúc. Sau khi kết hôn, đây sẽ là mẫu phụ nữ của gia đình, là người vợ hiền, mẹ đảm mà bao người ao ước. Về sức khỏe, cùng thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính là vì gặp những họa trên. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác trong sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn đến thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Tân Hợi ngũ hành thuộc kim. Vì thế mà những bệnh như thận hư, thận yếu của tuổi Tân Hợi nên chú ý đề phòng các bệnh này. Khi thấy các dấu hiệu như nóng trong người, đau lưng, mỏi chân, phù thũng, đi tiểu nhiều, trí nhớ suy giảm, dễ cảm cúm, rụng tóc nhiều không rõ nguyên nhân thì nên đi khám ngay. Phần 3. Vận mệnh người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi. Năm Tý. Người tuổi Tân Hợi gặp năm Tý, vận tài lộc có phần bất ổn, cầu tài khó khăn, công việc vẫn có nhưng không có nhiều cơ hội kiếm tiền. May nhờ Thái Dương cát tinh chiếu rọi nên mọi khó khăn cuối cùng vẫn được hóa giải. Đào hoa có nhưng sau chuyện vui thì vận xui ập tới nên cẩn trọng đề phòng thì hơn. Năm Sửu, trong năm này người tuổi Tân Hợi được chính tài che chở nên vận trình chuyển tốt, tài lộc đầy kho. Chuyện kinh doanh cũng ngày càng phát đạt, dòng tiền bạc dồi dào nên khó tránh khỏi gặp chuyện tranh lợi đoạt tài. Cơ duyên kiếm tiền có ở khắp nơi, giữa năm có thể gặp chút trở ngại, tuy hao tiền tốn của nhưng nhìn chung thì không có gì đáng lo. Nên chăm hành thiện tích đức, người giàu có mà bất nhẫn, bất nghĩa thì lộc chẳng bền. Người vừa có tài vừa có đức thì chẳng thiếu gì lộc trời cho. Năm Dần, người tuổi Tân Hợi trong năm Dần được thực thần nâng đỡ. Tài lộc không có gì phải lo lắng, chuyện tai họa bất ngờ giáng xuống, cũng có thể gặp chuyện kiện cáo, thị phi, nhiều trắc trở phiền phức không yên, nhưng cuối cùng mọi vấn đề đều được hóa giải. Vận thế dần lên, cầu danh cầu lợi đều suôn sẻ, nên chọn hướng đông nam để khởi hành, sự đời luân chuyển, sẽ có được thu nhập ngoài tưởng tượng. Năm Mão, chính tài soi bóng, trong năm này người tuổi Tân Hợi chuyển họa thành phúc, tiền bạc no đủ. Đặc biệt từ sau hạ chí có điểm thăng quan tiến chức, cuối năm đề phòng họa tiểu nhân hãm hại, gây đủ chuyện phiền hà, hung hiểm đi qua, cát lợi sẽ tới, đừng ngại kết giao bạn bè. Năm Thìn, người tuổi Tân Hợi được chính quan dẫn đường
có thể nắm được quyền lực trong tay. Nếu xuất mã dựng nghiệp ở phương xa thì chuyện vui liên tiếp. Trong năm có thể mắc phải bệnh tật hao tài đôi chút, nhưng được nguyệt đức che chở nên vạn sự bình an, danh vọng có, tài lộc có, nên biết đủ là dừng, đừng quá tham lam mà cuối cùng lấy cái hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng, chỉ nhận cái danh hão chứ chẳng có chút bổng lộc nào. Năm Tỵ, gặp được thứ tài nên trong năm Tỵ, người tuổi Tân Hợi nên chuyển hướng sự nghiệp để có được tài lộc như ý. Dịch mã sẽ che chở cho bạn trên con đường tha phương, lập nghiệp. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn sẽ thành công. Song cần đề phòng chuyện hao tài, đừng quá huênh hoang, tự cao tự đại mà bị ganh ghét chơi xấu. Năm Ngọ, trong năm Ngọ, con giáp này tài lộc vượng phát, tuy gặp chút khó khăn nhưng được long đức và tử vi các tinh phò trợ nên mọi nguy nan đều được hóa giải. Khi đủ đầy thì nên lo cho khi khốn khó, đừng tiêu xài hoang phí, kẻo lộc đến rồi lộc lại đi, uổng phí một năm nhiều may mắn. Năm Mùi, chính quan dẫn đường, năm này người tuổi Tân Hợi gặp nhiều điều suôn sẻ thuận lợi, cơ hội nằm trong tay, biết trân trọng thì tất danh lợi đủ đầy, nên nói ít làm nhiều, đường công danh trong năm sẽ bình an thẳng tiến. Tuy nhiên, phải thận trọng, hạn chế đi xa, không nên chuyển nghề, cân nhắc kỹ càng trước khi hành động. Năm Thân, vận thế của người tuổi Tân Hợi năm này khá bình ổn, song có thể sẽ gặp phải chuyện thương đau, họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Chuyện kinh doanh cơ bản không có nhiều bất chắc, không tránh khỏi vấp váp nhưng đều được hóa giải ngay. Cuối năm sẽ có nguồn thu lớn, đầu năm cắt tinh hung nhiều, hành sự không cẩn trọng, dễ gặp thất bại nên đợi thời cơ rồi mới làm chuyện lớn. Năm Dậu, người tuổi Tân Hợi trong năm Dậu gặp nhiều chuyện không may, vận thế lên xuống thất thường, ngân khố có nhiều tổn hại, đường tài lộc kém hanh thông, chuyện kinh doanh đa phần bất lợi, tiền bạc không nhiều nhưng công danh có lộc, nên nhìn thời cơ mà tiến, năng kết giao bạn bè để có được quý nhân, chờ khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì vạn sự như ý, sở cầu như nguyện. Năm Tuất, trong năm người tuổi Tân Hợi có thể gặp chuyện xui, thời cơ đến nhưng rất khó nắm bắt, may nhờ thiên hỷ cát tinh dẫn lối nên sau đại họa lại được điều may, tiền của thu về bù đắp được công sức vất vả cả năm. Chăm chỉ làm việc, chịu khó chịu khổ thì năm Tuất này mới mong có lộc vào nhà. Tuy không nhiều nhưng đừng nản lòng thối chí, cũng đừng vì thế mà lười biếng buông xuôi. Năm Hợi, năm bản mệnh, người tuổi Tân Hợi có họa từ bạn bè, giao du bất lợi, sự nghiệp bất ổn, mưu sự không thành, nên tránh xa thị phi, tập trung vào việc của mình để đón cát trừ hung. Tài lộc cầu mà không được nên tối kỵ đầu tư mở rộng kinh doanh, nên giữ lấy vốn chờ thời hành động. Phần 4, vận trình vận mệnh tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 1. Tháng Tân Xuân, tuổi Tân Hợi sinh tháng này có bát tự trong bộ tứ hành xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Bản mệnh lập nghiệp gặp nhiều gập ghềnh khó khăn, song nếu nỗ lực phấn đấu, cố gắng học hỏi, khi kinh nghiệm tích lũy nhiều, kiến thức uyên bác, chủ mệnh sẽ có được thành tựu trong công việc. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 2. Theo lịch âm dương, tháng 2 là tiết kinh chập, tuổi Tân Hợi sinh tháng này có vận số giàu sang, thanh nhàn, được hưởng phúc lộc tổ tiên, cuộc sống sung túc, công danh tươi sáng, tài lộc dồi dào. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 3. Tháng 3, tiết thanh minh, sinh vào thời điểm này, tuổi Tân Hợi cương nghị, khẳng khái, sẵn lòng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho mọi người. Họ độc lập gây dựng sự nghiệp, được sếp và đồng nghiệp tin tưởng quý trọng. Tuy nhiên, trong tháng này, sự thẳng thắn của bản mệnh thỉnh thoảng sẽ gây mâu thuẫn. Tuổi Tân Hợi nên dĩ hòa vi quý, kiềm chế cảm xúc tốt để giảm thiểu tranh cãi, xung đột. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 4. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 4 có tư duy nhạy bén, khả năng phân tích sáng tạo. Sinh vào tháng này, bản mệnh có tài lãnh đạo, cơ duyên làm trong các nghề chính trị. Nếu được vào chốn quan trường, tương lai công danh, quyền lực, địa vị cao. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 5. Tháng 5 tiết mang chủng, tuổi Tân Hợi luôn tay luôn chân vì họ tìm thấy niềm vui khi làm việc. Tuy có chút vất vả, nhưng bản mệnh hăng say, tinh thần vui vẻ,
đồng thời cũng tạo dựng nên được sự nghiệp lớn, tương lai giàu sang phú quý, tài lộc rủng rỉnh. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 6. Tháng 6 tiết tiểu thử, tuổi Tân Hợi là người tài đức, hơn nữa sinh tháng Mùi trong bộ tam hợp cục, bản mệnh tính đâu được đấy, làm ăn gặp thời, thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp công danh gia đạo đều tốt đẹp, yên ấm. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 7. Sinh tháng 7, tuổi Hợi được người tài chỉ lối dẫn đường, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Họ an nhiên tự tại trong cuộc sống. Nữ tuổi Tân Hợi sinh tháng 7 nên chọn chồng tuổi Mão sinh tháng 2 âm hoặc tuổi Mùi sinh tháng 6 âm. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 8. Tháng 8 tiết bạch lộ, tuổi Tân Hợi sinh tháng này là người được cha mẹ yêu thương, trợ giúp nhiều trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh có duyên buôn bán, làm được những việc thiên về quản trị, marketing, tương lai tiền đồ vô lượng, gia trạch an khang. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 9. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 9 là những người có tính cách hướng nội, họ thích làm việc độc lập, không mấy khi kết bạn xã giao, chủ yếu thân thiết với tâm giao, tri kỷ. Sinh tháng này, bản mệnh có cuộc sống gia đạo yên ấm, bình an. Tuy nhiên, bản mệnh cần rèn tính quyết đoán, hòa đồng hơn, tương lai cơ đồ mới được rộng mở. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 10. Sinh tháng 10, tuổi Tân Hợi là những người phiêu diêu tự tại, sống cuộc đời thong dong. Họ sống vị tha, ít khi chấp nhặt, vui vẻ yêu đời. Cũng nhờ vậy mà tuổi Tân Hợi sinh tháng 10 có cuộc sống đơn giản, hưởng trọn hạnh phúc. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 11. Tháng 11 là tiết đại tuyết. Tuổi Tân Hợi sinh tháng này sống trong môi trường tốt, thời đi học trường giỏi, thầy giỏi, nếu chăm chỉ tích lũy kiến thức, bản mệnh sẽ thành công từ khi còn rất trẻ, công thành danh toại. Tuổi Tân Hợi sinh tháng 12. Sinh tháng Chạp, tiết tiểu hàn, tuổi Tân Hợi giàu sang phú quý hơn người. Kết quả ấy đạt được nhờ vào chính sự phấn đấu mỗi ngày của bản mệnh, cộng thêm bản tính hiếu lễ, kính trọng bề trên, nên làm việc gì cũng gặp may mắn, được giúp đỡ. Giờ sinh may mắn cho người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ. Theo luận đoán tử vi, do Hợi Thủy và Tý Thủy sánh vai nên đa phần người tuổi Tân Hợi sinh Giờ Tý có tướng mạo thanh tú, thông minh giỏi giang và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Do đó, những mối quan hệ xã giao khá rộng, cần tiết chế cảm xúc bản thân, tránh vướng vào những rắc rối tình cảm phức tạp. Giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ. Phần lớn người tuổi Tân Hợi sinh vào Giờ Sửu đều có số mệnh không gặp thời. Tuy nỗ lực hết mình vượt qua mọi gian khó để đạt được mục tiêu, nhưng ít người giúp đỡ nên công danh sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình. Ngoài ra, người này có lối sống khá tiêu cực, trọng tiền bạc vật chất hơn là tình nghĩa con người. Giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ. Tính tình người tuổi Tân Hợi sinh Giờ Dần khá hung bạo, tuy dũng cảm nhưng kiêu ngạo tự mãn, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ và không coi trọng người khác. Dù được người thân, bạn bè giúp đỡ, nhưng tính tình ngang ngược nên khó làm nên việc lớn. Giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ. Vì Hợi Thủy sinh Mão Mộc, người sinh giờ này có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, tài lộc dồi dào, mưu sự đại thành. Người này không những được gia đình hậu thuẫn mà ra ngoài còn có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển, dễ có được cuộc sống giàu sang phú quý. Giờ Thìn, 7 giờ đến 9 giờ. Theo tử vi chọn đời 12 con giáp, người tuổi Tân Hợi sinh giờ này có tấm lòng lương thiện nhưng lại thích hư vinh, ưa sự hào hoa và thích được người đời xu nịnh. Ngoài ra, người này có số nổi tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc an nhàn và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Giờ Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ Tỵ có tính tình nóng nảy, làm việc quyết đoán và có xu hướng chuyên chế, độc đoán. Người này có sao dịch mã chiếu mệnh nên cũng phải đi xa cầu tài. Tuy nhiên, được quý nhân phù trợ nên dễ dàng gặt hái được thành công. Giờ Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ. Sinh vào giờ Ngọ, đa phần người tuổi Tân Hợi có kiến thức uyên thâm, thích nghiên cứu và có quyền cao chức trọng. Người này tuy nổi danh nhưng ít vận may về tài chính nên khó giữ tiền của, không thích hợp làm kinh doanh buôn bán.
giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Bản mệnh người tuổi Tân Hợi sinh giờ Mùi có sao Bạch Hổ, chủ về phá tài chiếu rọi nên cũng dễ hao tài tốn của. Người này thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt nên dễ vang danh bốn phương, được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, đôi lúc khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi. Giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ. Phần lớn người tuổi Tân Hợi sinh vào giờ Thân đều khéo léo, đa tài, giỏi biện luận, số có danh tiếng trong xã hội. Cuộc sống của người này bình yên, hạnh phúc vì có gia đình hậu thuẫn và quý nhân phù trợ. Giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ Dậu có vận thế vượng, nhưng do Dậu Hợi xung hình nên trong cuộc sống gặp nhiều chuyện phiền phức, công danh sự nghiệp ở mức trung bình. Giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Người tuổi Tân Hợi sinh giờ này có tình duyên và sự nghiệp song hành đều thuận lợi, về già được hưởng phúc lộc con cháu. Người này tính tình vui vẻ, lạc quan nên cuộc đời khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió. Ngoài ra, cần đề phòng mắc các bệnh truyền nhiễm khi chuyển giao thời tiết. Giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Người tuổi Tân Hợi sinh vào giờ bản mệnh Phạm Thái Tuế nên sự nghiệp nhiều thăng trầm. Cạnh đó, sao chỉ bối chiếu mệnh nên cần cẩn trọng khi kết giao với bạn bè vì có kẻ lợi dụng lòng tin mà bội tín, lừa gạt tiền bạc. Ngày sinh may mắn tốt nhất của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 4, có thiên phú thông minh, nhanh nhẹn, vận trình hanh thông, đẹp đẽ, dáng vẻ tự tin, ham học hỏi, mệnh có các tinh soi chiếu chủ về quyền thế và tài danh. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 6, bẩm sinh nhạy bén linh hoạt, thái độ ứng xử chân thành và đáng tin cậy. Người này có nhân duyên tốt, sự nghiệp thành công, thường có nữ quý nhân giúp đỡ nên nương nhờ vào đó để phát huy tài năng của bản thân. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày mùng 7, trời sinh có năng lực lãnh đạo, được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Bất kể là nam hay nữ đều có tài, gánh vác trọng trách, đạt được thành tích lớn, có sự nghiệp rực rỡ. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 11, có cuộc đời phát triển như cảnh đẹp, tinh thần bất khuất, cương nghị, trí tuệ vượt trội, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, gian nan để tiến tới mục tiêu cuối cùng. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 17, cát vận chủ trì, trí lực đầy đủ, can đảm gan dạ, có tài có đức, giỏi về nhiều phương diện, cuộc đời ắt đạt danh lợi song toàn. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 24, giàu có, đức độ, sinh ra đã mang tài năng thiên bẩm, thu hút được người khác làm việc cho mình, luôn được tôn kính, có thanh danh tốt, có tiền tài quyền thế. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 29, số mệnh cát tường, không cần lo lắng cái ăn cái mặc, an nhàn, vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi, thịnh vượng, một đời hanh thông, trôi chảy. Người tuổi Tân Hợi sinh ngày 30, có trí lực siêu phàm, nhanh nhẹn hoạt bát, suy nghĩ chu đáo, giỏi đề ra kế hoạch, có sự nghiệp thành công, một đời quyền cao chức trọng, có danh tiếng vang xa. Quý vị thân mến, chúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy, phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi. Thật thế, cõi đời này đã được gọi là cõi trần, thì làm sao trong sạch được? Bụi đời đã lâu đời, lâu kiếp phủ lên thân, lên đầu chúng ta, vào trong buồng gan, lá phổi của chúng ta. Nó làm cho chúng ta mở mắt không thấy được đường tránh, nó làm cho chúng ta đục lòng, không thấy được chân tâm. Nếu chúng ta muốn sống mãi trong cảnh bụi nhơ, muốn đắm mình trong tội lỗi thì không nói làm gì. Nhưng khi chúng ta đã muốn được trong sạch thảnh thơi, muốn chút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Hay nói cách khác, phải tìm cách để tiêu trừ nghiệp chướng. Bạn có thể tham khảo một số cách giải trừ nghiệp chướng theo lời Phật dạy dưới đây để lòng thanh thản, an tâm vui sống. Sám hối, niệm Phật. Nhiều người tin rằng muốn hóa giải nghiệp chướng chỉ còn cách ăn chay, niệm Phật một cách thành tâm. Nhưng một số người mê muội cho rằng cứ sám hối thật nhiều thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan,
nên chẳng màng xác thân hao mòn, ngày đêm tụng niệm mà nghiệp chướng vẫn còn nguyên. Sở dĩ có những người dù có sám hối nhiều bao nhiêu nhưng nghiệp vẫn chẳng hề tiêu tan là bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó, công đức niệm Phật của một ngày đêm dù là giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa đứt sạch. Cho nên, cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Trong tâm trí luôn khởi tâm động niệm, chỉ nghĩ A-di-đà Phật, miệng chỉ niệm A-di-đà Phật, thân chỉ lạy A-di-đà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A-di-đà Phật, nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Đây chính là phương pháp niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tan nạn, niệm Phật là sám hối thật sự. Đọc ngay lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Hành thiện tích đức. Nếu chỉ sám hối, niệm Phật bằng miệng nhưng tay chân vẫn hoạt động sai trái, tâm vẫn sinh ra những suy nghĩ hại người thì rất khó mà tiêu trừ được nghiệp chướng như mong muốn. Sự sám hối của bạn sẽ thực tế hơn rất nhiều, nghiệp chướng của bạn sẽ tan biến nhanh hơn rất nhiều nếu được đền chuộc bằng những việc làm từ thiện. Càng làm nhiều, bạn sẽ càng thấy hiệu quả rõ rệt, bởi tích đức hành thiện chính là yếu tố phong thủy mạnh nhất để thay đổi vận mệnh. Có rất nhiều việc thiện mà bạn có thể làm để tiêu trừ bất nghiệp cho bản thân, trong đó có việc cứu giúp người. Cứu người thoát nạn luôn là công đức hàng đầu, được người người ca ngợi, được thánh thần tán thán, bất kể là nền văn hóa nào hay tôn giáo nào. Và không có cách cứu người nào dễ dàng hơn là hiến máu nhân đạo. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp ý nghĩa được tuyên truyền rộng rãi ở bất cứ nơi nào. Chỉ cần bạn đủ tiêu chuẩn hiến máu là bạn đã có thể bắt đầu hiến máu để cứu giúp những con người đang vật lộn với lưới hái tử thần, giành lại sự sống. Và cứ sau 3 đến 6 tháng, bạn lại có thể lặp lại nghĩa cử cao đẹp này khi cơ thể hoàn toàn phục hồi. Tất nhiên, nếu bạn có những cơ hội khác, những cách khác thì đều không nên bỏ qua. Bạn có thể chọn 1001 cách khác để làm từ thiện, miễn là việc đó đem lại an vui cho mọi người, cho muôn loài như xây cầu đắp đường, xây chùa đúc tượng, chữa bệnh phát thuốc, trồng cây gây rừng, dẹp trừ tội phạm. Quan trọng nhất là nghĩ điều thiện lương, làm điều thiện lương, truyền bá điều thiện lương để tiêu tan giải nạn, lấy lòng thiện đối đãi với oán thù, lấy bao dung khoan nhượng với đối thủ, lấy chân thành hối lỗi mà thành kính với nạn nhân. Chuyện ác hôm qua phải được bù bằng việc lành hôm nay, lấy oán báo oán, oán càng chồng chất, lấy ân báo oán thì trăm sự đều qua, không phải cho người, không phải vì đời, chỉ là cho bản thân thanh thản. Phóng sinh, dù không bằng so với việc cứu người, nhưng cứu sống những con vật tội nghiệp khỏi lưỡi dao đổ tể, khỏi cái chết đau đớn cũng sẽ đem lại cho bạn phước báo lớn lao. Phóng sinh một lần, phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở. Nếu bạn có một khoản tiền dư không dùng đến, hãy mạnh dạn mở lòng từ bi, trích ra một ít, hãy mua những con vật sắp bị giết thịt, rồi thả chúng vào một chốn an toàn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi vì điều đó. Một điều cần lưu ý, bạn nên ưu tiên những loài vật theo thứ tự sau để phóng sinh nếu bạn không đủ sức để phóng sinh tất cả. Chó, trâu bò, ngựa. Đây là những con vật mang đậm tình nghĩa với con người. Dù là động vật, nhưng chúng có tâm tư, tình cảm gần giống người nhất. Phóng sinh chúng là một việc làm thực sự ý nghĩa. Rùa, ba ba, lươn. Mặc dù là động vật máu lạnh, nhưng tâm linh của chúng rất cao. Những người phóng sinh chúng thường gặp những may mắn kỳ lạ. Những động vật có sức sống mạnh mẽ như cá trê, cá lóc, ếch nhái. Những con vật sắp đẻ, điều này thật dễ hiểu vì chỉ cần cứu một con là cứu được cả đàn, mẹ lẫn con. Sống bao dung. Nghiệp chướng căn bản là phiền não mà nguyên nhân không gì khác ngoài tư lợi, hàm danh hàm lợi nên tham, sân si, vướng phải dục trần, tự gây rắc rối. Chính là tạo ác nghiệp. Vượt qua phiền não của bản thân chính là cách giải thoát ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh thì nghiệp ác càng tiêu tan, tâm càng phiền não thì nghiệp ác càng tích tụ. Thế, bao dung với người khác cũng là bao dung với chính mình.
Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân, là phương pháp tạo nghiệp lành tốt nhất, đơn giản nhất. Khi nghiệp lành sinh ra, nghiệp chướng hay ác nghiệp cũng tự tiêu tan. Bạn có biết khoan dung độ lượng mang lại phúc báo suốt đời? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cách tốt nhất để giải trừ nghiệp chướng chính là làm những việc tốt lành và xa lánh cái xấu, cái ác, để cuộc sống luôn luôn an vui và hạnh phúc.